Với tâm nguyện mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, anh Nguyễn Thế Hoàng, 23 tuổi ở xã Dạ Trạch, huyện Khoai Châu, đã có 25 lần tình nguyện tham gia hiến máu, cứu người. Qua tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng và tham gia các hoạt động tình nguyện tại địa phương, anh Nguyễn Thế Hoàng hiểu rằng việc hiến máu không những không gây hại đến sức khỏe mà còn giúp thay máu, nâng cao sức đề kháng của con người chính vì vậy từ năm 2014 khi là sinh viên năm thứ nhất trường đại học sư phạm nghệ thuật trung ương anh đã hăng hái đăng ký và tham gia hiến máu tình nguyện đến nay là 25 lần năm năm nay không chỉ là gương mặt quen thuộc trong các đợt hiến máu tình nguyện do huyện khói châu phát động anh hoàng còn là tuyên truyền viên tích cực trong công tác vận động hiến máu tình nguyện nhờ đó phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương ngày càng thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia